Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Hiện nay tại tiệm McDonald's có tham gia hai bánh sausage hay chicken McGriddles chỉ 3 đồng 50 cent. Duyên và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần của Đài Lido Sài Gòn TV. Và kính thưa quý vị, chương trình Cà phê sáng của cuối tuần của chúng tôi được phát hình trên hệ thống của đài băng tần 56.10 và chúng tôi cũng sẽ chiếu lại trên YouTube và Facebook trên trang nhà lidosaigontv.com. Ngày hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 11 tây tháng 6 năm 2022. Như Huyền và Lê Thái gửi lời chào đặc biệt đến quý vị nào đang theo dõi chương trình, cũng như là em gửi lời chào đến chị Nhi Huyền. Cảm ơn Lê Thái, chào Lê Thái. Hôm nay Lê Thái có cái áo màu rất là đẹp và rất là tươi. Nhìn vô là thấy sáng nguyên một bầu trời liền, thưa ơn quý vị. Sáng nguyên bầu trời mùa hè. Đúng rồi, bây giờ California là đang mùa hè rồi, thưa quý vị. Như Huyền kính chào tất cả quý vị đang xem chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Ngày hôm nay là thứ Bảy, rất vui được gặp lại quý vị. Và ngày hôm nay cũng như thường lệ, Như Huyền và Lê Thái sẽ đưa đến cho quý vị những cái bản tin, như không nói bản tin vui nữa, in case là Lê Thái đưa cái bản tin là buồn cho quý vị. Những cái tin rất là về thông tin xã hội, về khoa học cho tất cả quý vị, thêm kiến thức cho Di Huyền và cũng như cho tất cả quý vị. Dạ vâng, và cũng như thường lệ thì chương trình Cà phê sáng thì chúng tôi vẫn đưa đến những thông tin thú vị, nhưng mà thông tin đầu tiên là một cái thông tin không thú vị thưa quý vị, nhưng mà nó cũng là một cái thông tin mà chúng ta thấy rằng tùy theo những cái đất nước, những cái xứ sở, những cái con người mà và luật pháp của nước đó thì nó có những cái luật lệ bồi thường dành cho những người mà người ta bị thiệt hại, thiệt mạng hoặc là tử vong. Riêng ngày hôm nay thì Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin về một cái con cừu. Chúng ta thiết nghĩ rằng chỉ có con người mới bị ngồi tù, không phải không chị? Uh-huh. Nhưng riêng con cừu này bị ngồi tù thưa quý vị, và trên màn ảnh quý vị đang xem hình ảnh cái con cừu này. Và một cái con cừu ở Nam Sudan sẽ bị nhốt trong nhà tù doanh trại quân đội 3 năm do cái con cừu này, thưa quý vị, nó đã hút vào sườn của một người phụ nữ và khiến cái bà này đã tử vong ngay sau đó. Và cái con cừu đã tấn công bà Athil Champing, 45 tuổi. Con cừu nó hút đầu vào ngực cái bà này nhiều lần vào cuối tuần vừa qua. Và cảnh sát trưởng Elisha Mabo nói với đài phát thanh iRadio của đất nước Sudan rằng là đây là những gì mà diễn ra ở Akuo York, là cái khu vực Rumbet East. Nơi đây thì những cái người cảnh sát này, người ta vẫn phải là làm tròn cái vai trò của người ta, là mang lại cái sự an toàn và ngăn chặn những cái trận chiến giữa con người với con người và giữa con người và động vật với nhau. Và cái con cừu đực này thưa quý vị đã bị bắt và hiện đang bị giam giữ tại sở cảnh sát Malen Agok Bejam. Đây là nơi mà giam giữ rất là nhiều tù nhân, cũng như là giam giữ một vài cái động vật, trong đó có bò, có dê, có cừu cũng có và chó cũng có. Đây là những cái con vật nó đã được nuôi ở nhà người dân và nó tấn công người, gây bị thương hoặc là gây tử vong, thì nó vẫn bị nhốt trong cái nhà tù này thưa quý vị. Và giới chức xác nhận rằng là hai gia đình này đã nhất trí là chú cừu này sẽ bồi thường một cách nào thưa quý vị. Gia đình của chú cừu này sẽ bồi thường 5 cái con bò cho phía bên nạn nhân dựa trên những cái hiểu biết trong người lớn tuổi ở làng đó, ở cộng đồng đó người ta đề ra. Và chủ của con cừu này được xác nhận là Duoni Mayandia, là theo người quản trị Paul Adron Mayak, thì gia đình nạn nhân có quan hệ họ hàng và là hàng xóm với gia đình cái người mà có cái con cừu hút vô người ta đó thưa quý vị, là đều họ hàng và hàng xóm với nhau. Và theo luật địa phương thì cái con cừu này nếu như mà nó mãn hạn tù của nó là 3 năm thì nó sẽ được tặng lại cho gia đình của bà Champ, là cái bà đã bị tử vong đó sau khi mà nó ra khỏi tù. Và hai gia đình đã phải ký một cái bản contract thưa quý vị để chính thức là đồng ý thỏa thuận trên với cảnh sát, và có ngay cả luật sư người ta làm chứng luôn, và những người lãnh đạo cộng đồng cũng có mặt trong đó trong vai trò làm chứng. Và đây không phải là lần đầu tiên mà có người chết vì bị cừu tấn công. Tháng 12 năm 2021 thưa quý vị, một tình nguyện viên tên là Kim Taylor đã bị một con cừu nó tấn công khi đang làm việc tại trang trại Cultivate Care ở Bolton, bang Massachusetts ở Hoa Kỳ chúng ta. Và tuy được đưa đến bệnh viện kịp thưa quý vị, nhưng mà ông Kim đã bị
tử vong sau đó bởi vì cái vết thương quá nặng do con cừu này nó tấn công. Chúng ta thấy rằng đây là một cái tin không vui, nhưng mà sau đó nó cũng thú vị, bởi vì sao thú vị? Bởi vì chúng ta thấy có những cái đất nước giống như Nam Sudan này, nó có những cái luật pháp vô cùng kỳ lạ, đúng không chị? Cừu làm vậy là đáng ở tù á hả? Dạ, đáng ở tù 3 năm luôn, ở tù 3 năm. Wow. Cảm ơn Lê Thái. Về bản tin kế tiếp, đó là một trong những cái bản tin về PFAS. Thì ở trên YouTube có những quý vị khán giả đã hỏi như PFAS là gì. PFAS là viết tắt của chữ PFAS. Thưa quý vị, ở trong phòng kỹ thuật sẽ chiếu cái hình của cái chữ này ra cho quý vị. Và cái chất này là một trong những cái chất làm ở trong cái mặt đồ ăn hàng tiêu dùng hàng ngày của chúng mình, mà quý vị thấy đó là để chống nước này, vết bẩn này, dầu mỡ này, rồi trên plastic, trên những cái chai nước. Nhưng cái chất này nó rất là độc hại, thưa quý vị, và nó có thể gây ra những cái căn bệnh như là tổn thương gan, bệnh tuyến giáp này, là khả năng cholesterol cao, béo phì, hormone, ung thư xảy ra rất là nhiều. Mà hầu như bây giờ những cái plastic đã thải ra rất là nhiều trên cái môi trường của chúng ta, cho nên là cái chất PFAS này rất là nhiều, thưa quý vị, kể cả trong muối mà người ta cũng tìm ra rằng là có chất có plastic và cái chất PFAS này ở trong cái loại muối nữa, thưa quý vị. Nhưng mà có một cái tin vui, đó là ở Úc, thưa quý vị, là cơ quan bảo vệ môi trường ở Úc, họ đã phát hiện ra một cái loại cây, cái này gọi là cây cỏ dại thôi, ở tiếng Úc gọi là Junkers Crosses, thì dịch ra tiếng Việt nôm na gọi là cỏ dại đó, thưa quý vị. Nó đã loại bỏ được 83% chất ô nhiễm PFAS và từ cái môi trường, thì họ trồng cái loại cây này ở trong cái môi trường nước. Thì khi mà họ trồng như vậy thì họ thấy rằng đó là loại bỏ được những cái chất gây ô nhiễm PFAS ra khỏi bề mặt của mặt nước. Và những phát hiện này cung cấp giải pháp rất là cần thiết để giúp loại bỏ những cái hóa chất khỏi môi trường. Và tiến sĩ John Agar là một trong những nhà nghiên cứu, họ nói rằng phát hiện mới này là một cái chặng đường rất là dài. Họ có muốn trồng trong cái vùng nước, rồi họ muốn trồng ở trong cái vùng biển. Bằng cái loại cây sử dụng này thì họ loại bỏ được những cái PFAS và bảo vệ được môi trường và bảo vệ được cơ thể của chúng ta được an toàn hơn. Và trường ở Đại học Tây Úc và các nhà nghiên cứu, họ đã sử dụng những cái vùng ở ngập nước đó, thưa quý vị. Thì họ trồng những cái loại cây cỏ dại này. Thì cái cây cỏ dại này nó sẽ thu hút những cái chất plastic, những cái chất PFAS này ra khỏi môi trường và làm cho môi trường của chúng ta trong sạch hơn. Thì cái nước cá mà chúng ta ăn vô, nó từ những cái môi trường đó thì nó sẽ sạch hơn. Khi quý vị thấy quý vị ăn cá mà trong nước mình có những cái plastic, có PFAS này rất nhiều, thì mình ăn cái cá, nhưng ăn cái con vật vô thì mình cũng là ăn cái chất đó vô đó, thưa quý vị. Dạ vâng, cảm ơn chị Như Huyền. Và kính thưa quý vị, trong cái lịch sử mà Guinness thế giới đó thì có những cái kỷ lục Guinness mà chúng ta không thể nào chúng ta ngờ tới được. Và trên màn ảnh ngày hôm nay thì Lê Thái đưa đến cho quý vị thông tin về một cái chàng trai. Cái chàng trai này, thưa quý vị, anh đã 18 tuổi rồi, nhưng mà vừa qua đã đạt được kỷ lục Guinness thế giới là người 18 tuổi trưởng thành lùn nhất trên thế giới. Và tổ chức thế giới vừa trao cái danh hiệu là thanh niên lùn nhất cho anh tên là Do Bahadur Kabangi, chàng trai 18 tuổi và chỉ cao có 73.43cm thôi, và ở Nepal, thưa quý vị. Anh Do này được trao giấy chứng nhận tại một buổi lễ do kỷ lục Guinness thế giới tổ chức hôm ngày 25 tháng 5 vừa qua ở thủ đô Kathmandu. Và giấy chứng nhận ghi tên anh là Kabangi, là nam thanh niên còn sống lùn nhất trên thế giới và được xác lập kỷ lục vào ngày 23 tháng 3 vừa qua. Kính thưa quý vị, anh này tên là Do và anh sinh ngày 14 tháng 11 năm 2004 tại Sinhuli ở Nepal. Và Kabangi đã mắc căn bệnh hiểm nghèo là hiếm gặp trên thế giới, khiến cho anh rất là sớm ngừng phát triển chiều cao. Và để đến được Kathmandu nhận danh hiệu này thì Kabangi phải nhờ người thân đưa đi và bế anh đến tận nơi. Cái chàng trai trẻ này, thưa quý vị, được hàng loạt nhiếp ảnh gia người ta lấy tin và lấy ảnh, thưa quý vị, và giới truyền thông cũng có mặt tại buổi lễ chụp ảnh để mà phỏng vấn anh. Kabangi là con út trong một cái gia đình làm nông và theo học ở trường làng. Anh trai của Kabangi hy vọng là cái việc mà được lập kỷ lục Guinness thế giới này của anh đó, thưa quý vị, thì sẽ giúp ích cho việc học của em mình, là của anh, cũng như là của những người em của anh, khi mà anh đã đạt giải này và có một cái số tiền nhỏ để mà có thể mà bảo đảm được cái việc học của anh cũng như là gia đình trong tương lai.
anh cái người em này cho biết rằng là anh đo này hoàn toàn bình thường khi mà chào đời, nhưng mà từ khi anh mới 5 tuổi thưa quý vị, anh không có lớn lên nữa, cho đến 5-7 tuổi là anh ngừng hẳn cái chiều cao luôn, và các bạn trang lứa của anh đều cao lên, còn ông đo này thì không được như vậy. Trước đó thì cái kỷ lục Guinness thế giới này đã thuộc về là Kagendra Tamamaga, cũng đến từ Nepal thưa quý vị, và anh này thì chỉ cao có 65.58cm thôi, nhưng mà vừa qua thì anh đã qua đời ở cái tuổi 27 trong năm 2020. Thành ra anh đo này đã đạt được cái lục Guinness thế giới là người còn sống 18 tuổi và cao 73.43cm. Và giám đốc điều hành của Ủy ban du lịch Nepal cũng như là tổ chức Guinness thế giới đã trao giấy khen cho Kabangi và giấy chứng nhận được đóng khung cao tới tận ngực của anh. Và quý vị thấy đây là một trong những cái hình ảnh mà anh cùng với gia đình cũng như là những người họ hàng cũng như là những giúp ảnh gia, những phóng viên người ta lấy tin khi mà anh đạt giải người lùn nhất thế giới đang còn sống thôi quý vị. Đây là một của những cái hình ảnh vô cùng sắc sảo và đẹp bởi những tay chụp hình chuyên nghiệp ha chị ha. Và hy vọng rằng với cái số tiền mà đạt giải kỷ lục Guinness này thì anh có thể mà trang trải được cuộc sống của mình sau này, đúng không chị? Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 1 cà phê sáng cuối tuần ngày thứ bảy ngày hôm nay. Như Hiền và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Hiện nay tại tiệm McDonald's có tham gia hai bánh sausage hay chicken McGriddles chỉ $3.50. Cảm ơn quý vị vẫn dưới làn sóng của đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần cùng với Như Hiền và Lê Thái. Và kính thưa quý vị, trong như thường lệ thì trong phần 2 này, bên phòng kỹ thuật cũng như là Như Hiền và Lê Thái cũng sẽ được coi một cái video, và quý vị cũng vậy nữa, song song với chúng tôi thì chúng ta sẽ có những cái tương tác và bình luận, và quý vị cũng có những cái ý kiến riêng của quý vị dành cho video này, và có thể là comment cũng như là ghi những cái ý kiến đóng góp ở dưới khi mà quý vị xem cái video này cùng với Như Hiền và Lê Thái, và chúng tôi cũng sẽ nói chuyện với nhau về cái video này. Và hoàn toàn là những cái video cũng như là câu hỏi này đều là bí mật hết, bên phòng kỹ thuật rất là khó không cho coi trước gì cả, như muốn picking choosing, nhưng mà dạ vâng, trí không phải chọn. Dạ vâng, và ngay sau đây thì Như Hiền và Lê Thái sẽ xem video đâu, và quý vị cũng sẽ xem song song như vậy. Xin quý vị cùng theo dõi nha. Wow. Wow. That's it. That's it. Rất là ngắn. Rất là ngắn. Bây giờ muốn coi lại nó làm sao ta? Ấn lại ha. Ok, Lê Thái. Anh cái đó là Hailey á. Hailey Gigi hả? Hailey Gigi hả? No, Hailey. Hailey? Vợ của Justin Pierre. Hailey? Bieber, really? Mm-hmm. Listen, if you do it again, it's her. Oh yeah. It's her. Yes, her. Wow, đây là một trong những cái video mà khiến cho Như Hiền Lê Thái cũng hơi khó để mà chúng ta biết được cái nội dung nha. Và sau đây là sẽ có một cái tờ giấy để cho Như Hiền và Lê Thái coi. Ok, Lê Thái video này về một mẹo làm đẹp mà giới trẻ nước ngoài, đặc biệt là các model Instagram và TikToker đang làm theo. Và video này từ người mẫu, diễn viên và chủ của một công ty tattoo tên là Edward Zoe. Là tên người mẫu ở trên tên là Edward Zoe, thưa quý vị, anh ta tên là Edward. Và anh chị hãy cho ý kiến xem mẹo này có nên làm hay không. Wow, đây là một cái video mà khi mà Lê Thái và Như Hiền xem để mà dưỡng da hả? Làm đẹp hả? Làm đẹp. Làm đẹp, cái này là làm đẹp về cái gì? Tại vì cái mẹo này, tại vì theo như Lê Thái thấy á, là khi mà người ta bỏ nước đá vào trong một cái tô, sau rồi chúng ta đổ nước vào, thì khi cái nước đá nó rất là lạnh, khi mà chúng ta ụp nguyên cái mặt chúng ta vào đó, thì có thể nếu như á, mà theo như Lê Thái biết, nghĩ về cái kiến thức của Lê Thái á, thì chúng ta bị phỏng, có thể là chúng ta bị phỏng nóng, hoặc là chúng ta có thể bị phỏng lạnh đó, thưa quý vị. Và nếu như mà cái nhiệt độ mà đá nó quá cao đi, nó có thể làm tổn thương da và có thể làm bỏng da của chúng ta. Đúng rồi. Nếu như mà theo như Lê Thái nghĩ á, không biết là chị Như Hiền sao, thì Lê Thái sẽ đưa ý kiến của Lê Thái trước, và quý vị có thể mà comment ở dưới. Theo như Lê Thái thấy á, thì nếu như mà chúng ta úp mặt vào một cái xô nước lạnh như vậy á, thì để lẽ đó
thì nó sẽ là khiến cho chúng ta được rất là mát cái làn da ha, thoải mái và lấy lên liền thì ok. Nhưng mà nếu như ở một cái thời gian khoảng chừng vài giây hoặc là lâu khoảng chừng mười mấy giây thì nó có thể khiến cho mặt chúng ta nó bị bỏng lạnh. Và không biết là làm đẹp bằng cách nào, có thể là giúp cho da chúng ta săn lại. Nhưng mà khi mà chị thấy có TikToker này tên là Edward Zhou thưa quý vị, khi mà anh lấy cái mặt anh lên thì anh có vẻ là bị đỏ hết nguyên cả cái phần mặt mà đã úp vào. Thì theo như chị Như Huyền thì chị Như Huyền nghĩ như thế nào? Theo ý kiến của Nhi Nhi cũng như Lê Thái thưa quý vị, thì mình biết rồi đó, khi mà trời nóng quá mình ấp mặt liền vô á thì dĩ nhiên là mình phải lấy ra liền, mà còn để lâu quá thì nó sẽ bị hư da, đông cái da mình lại, hoặc là hư da không có thể nào bỏ trong đó được đâu, hoặc là nó đỏ cái da mặt mình lên, chứ Nhi nghĩ không thể nào là đây là một cái trick để làm da mặt đẹp được, chỉ là chắc TikTok để chơi thôi, đúng không? Em nghĩ vậy. Nhưng mà nếu như mà theo cái trend này thì để mà săn da, để lỗ chân lông của chúng ta săn lại thì em nghĩ là chúng ta hay rửa nước lạnh, mà không phải là nước đá như thế này đâu. Chúng ta rửa cái nước lạnh mà chúng ta mở cái vòi Rumine, cái vòi ở nhà đó, ở trong nó cái chỗ đó, chúng ta cái sinh rửa mặt á, thì chúng ta có thể chúng ta làm cho da mặt chúng ta săn lại. Nhưng mà nếu như mà để sử dụng nước đá thì theo em thì không có nên làm. Anh chị có ý kiến xem mẹo này có nên làm không? Chị thấy nên làm không? Lê Thái thấy thì không nên làm, để mà theo trend thì làm cho vui, quay video thôi. Còn theo quý vị thì quý vị có nên làm hay không? Và nếu mà quý vị biết thêm một cái thông tin nào đó về cái mẹo mà chúng ta làm đẹp bằng cái nước hình đá, thức mà chúng ta úp mặt vào nước đá này, thì có thể mà comment và chia sẻ ý kiến cũng như là kiến thức của quý vị cho Lê Thái và Nhiều Huyền được biết, để chúng tôi có thêm kiến thức và thông tin để mà gửi đến cho quý vị. Và tiếp theo là có một cái video nữa để bình luận vào cái video này, thì Lê Thái và Nhiều Huyền cũng cho quý vị coi hai cái video liên tục quý vị. Thôi, tôi khuyên cho anh em chị là cái phương pháp này ấy, thì không nên làm. Đẹp thì chả thấy đẹp đâu, mà chỉ thấy rồi á, có ngày bị bỏng lạnh, thế rồi là dễ bị mẩn đỏ này, da dễ bị kích ứng, tạo thành các cái đám tròn tròn ở trên mặt, hình tròn, hình oval ấy, ngứa và rất là khó chịu. Thế thì cái vấn đề như thế các bạn có nên làm không? Nên hay không? Thôi nhá, đừng có nghĩ đến chuyện là úp mặt vào bát nước đá làm cái gì. Như Huyền, chúng ta đã thấy cái bình luận này rồi, và bây giờ có một cái tờ giấy là xin mời chị Như Huyền đọc cái tờ giấy này là nói về cái bình luận này thưa quý vị. Đây là một bình luận về mẹo của video vừa rồi của bác sĩ kim giảng viên ở Việt Nam có 15 năm theo ngành da liễu tên là Lã Thanh Hà, thường được biết đến là bác sĩ Lã Hà. Anh chị hãy cho ý kiến về lời bình luận của bác sĩ Lã Hà. Dạ vâng, đây là một cái bình luận chính xác. Và trước khi mà Lê Thái mà nói mở cái video này và xem cái bình luận của vị bác sĩ Lã Thanh Hà này, thì Lê Thái cũng đã nói về vấn đề mà bỏng nóng với lại bỏng lạnh cũng là chính xác một phần nào. Đúng trong rồi. Cái video này và để mà tổn thương da và nó để cho những cái vết loang lổ trên mặt cũng là một cái điều chính xác, tại vì khi mà da chúng ta bị tổn thương đó thì nó sẽ để lại trên cái sẹo ở trên nó da bị đỏ. Nó sẽ bị đỏ và có thể là nó sẽ gây kích ứng da và nó sẽ không tốt cho vấn đề da mặt của chúng ta sau này. Thành ra đây là một cái lời khuyên mà rất là hữu ích mà bác sĩ Lã Thanh Hà đã dành cho chúng ta. Và theo như chị Như Huyền thì để mà chúng ta theo những cái trend này á, quay video, thì nếu như mà chị là một cái người mà TikToker thì chị có muốn làm những cái này? Nếu như là chị đặt cái cương vị chị vào một cái vai là TikToker, nếu như Nhi á, thưa quý vị, thì Nhi không có làm đâu, là tự vì cái này á, nó không nếu mà những người mà họ làm theo mà họ làm theo sai á, mất công họ bắt đầu lại đô mình nữa. Tự vì đây là những người model rất là nổi tiếng, thì đa số có nhiều người follower để mà theo những người này, nên mình làm những cái gì mà để cho người ta theo đúng, để người ta theo thôi, người ta làm sai rồi cuối cùng người ta bị bỏng da hoặc là bị gì nữa thì Nhi không có làm. Dạ vâng, Lê Thái cũng vậy thưa quý vị, và hy vọng rằng là hai cái video ngày hôm nay cũng là một cái trend của TikToker cũng như là trên Instagram, cũng như là cái lời khuyên của một cái bác sĩ ở Việt Nam về cái bác sĩ là da liễu, cũng là một trong những cái câu nói mà chúng ta cũng thấy rằng là nó rất là ý nghĩa để mà nhận xét về những cái video hay những cái trend của giới trẻ này. Cảm ơn phòng kỹ thuật cũng như là chị Như Huyền cũng như là quý vị đã dành thời gian theo dõi những video, và sau đây thì Như Huyền và Lê Thái tiếp tục những cái bản tin của Cà Phê Sáng. Kính thưa quý vị, có một cái ngôi làng ở Ấn Độ thưa quý vị, những người dân ở trong cái ngôi làng này thưa quý vị, người ta không biết lý do tại sao mà cứ đến mỗi bữa tối á, thì lại là bị cúp điện hoài vậy mà liên tục. Trong cái thời gian gần đây thì cái ngôi làng này á, cứ đến gần buổi chiều tối là bị cúp điện, gần đến chiều tối và bị cúp điện và không biết lý do tại sao. Và đây là nhiều tuần qua thì người dân ở làng Ganeshpur, một ngôi làng nhỏ bên quận Burina, bang Bihar của Ấn Độ, thường xuyên là phải đối mặt với cái tình trạng mất điện thưa quý vị. Và nó chỉ mà xảy ra vào cái thời điểm mà lúc mà trời vừa tối, lúc mặt trời vừa lặn á, thì nó là bị cúp điện, và không có bất kỳ một cái trục trặc
về cái lưới điện nào cả. Đồng thời là ngôi làng lân cận nào gặp, chứ không có một cái ngôi làng lân cận nào gặp cái chuyện tương tự vậy. Thì những cái người trong làng, người ta mới bức xúc, người ta mới khó chịu, người ta mới để ý và người ta xem cái thời gian kết luận mà cái thời gian mất điện á, người ta đi đến cái kết luận là điện luôn ngắt lúc khi mà trời tối, và nảy sinh là có người cố tình chơi xấu hoặc là lên kế hoạch để mà làm cái việc này. Vì vậy mới nhờ cảnh sát địa phương cũng như là dân làng, người ta mới điều tra sự việc. Và một cái tối, buổi tối sau khi mà dân làng bị mất điện như thường lệ á, thì cả làng người ta mới ồ ra, người ta mới thành lập một cái nhóm tìm kiếm và quyết tìm ra cái câu trả lời. Và sau đó thì khi mà người ta mò mẫm trên đường và tìm đến cái ngôi trường trong làng và phát hiện là có hai người đang lén lút yêu đương với nhau ở trong ngôi trường đó, thì hóa ra là cái người đàn ông bị bắt quả tang chính là cái người thợ điện của cái làng này, thưa quý vị. Và vì muốn giữ cái bí mật và cái chuyện tình của mình với cái cô gái đó, thì cái anh này đã cắt điện 2 đến 3 giờ tối mỗi ngày để mà đi gặp người yêu, để cho tất cả mọi người, người ta không nhìn thấy họ làm gì ở trong cái ngôi trường này. Và sau khi mà thừa nhận là nhiều lần phá hoại cái đường dây điện của trong làng, thì người thợ điện này bị dân làng phạt, và anh này đã bị đánh đập và đưa đi diễu khắp mọi ngõ ngách ở trong cái ngôi làng ở Ấn Độ này. Tuy nhiên thì chuyện tình của anh thợ điện lại có một cái kết thúc khó hầu, thưa quý vị. Các nhà làng đã ép cả hai bên phải sớm kết hôn với nhau, và Mararamuru là một người dân sống ở trong làng Ganesper này nói với tờ Tribune India rằng là trong khi mà cảnh sát địa phương biết cái chuyện này thì người ta cũng đã biết cái vụ việc này rồi, chứ người ta không phải là người ta không biết, nhưng mà người ta im để người ta xem coi là anh diễn tiến tới đâu và anh làm tiếp tục hay không. Thì người ta đã vào cuộc khi mà tại vì quá nhiều cái đơn khiếu nại của dân làng, thành ra là cảnh sát mới bắt đầu điều tra và người ta đã biết rõ cái chuyện anh này đã làm rồi chứ không phải không. Wow. Thành ra nhưng mà đây là một cái đám cưới mà có hậu, khi mà anh đã được cưới cái cô vợ trên màn ảnh thì quý vị thấy là hình ảnh của anh chung cùng với là cái cô vợ của anh với lại những cái người em vợ của mình trong cái ngày để đám cưới. Đây là một cái kết thúc có hậu, tuy là làm cái chuyện rồ dại đúng không? Dám cướp điện của dân làng để mà đi hẹn hò. Ghen, thiệt là ghen luôn. 3 tiếng đồng hồ ở trong ngôi trường đó tối om, làm gì 3 tiếng đồng hồ trong đó? Không đúng biết. Không? 5 phút là đã chết. Con gái mà đi lén đúng cho trai 5 phút rồi là đã chết rồi. Ở Ấn Độ cái điều đó cấm kỵ lắm. Cấm kỵ lắm, thành ra là có thể là sẽ bị bêu rếu đó chứ không phải không đâu. Đúng mà rồi. Con gan thiệt, cặp này gan thiệt. Mà câu chuyện cũng rất là vui phải không quý vị? Dạ vâng, và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng như là video vừa rồi đã kết thúc phần 2 cà phê sáng cuối tuần. Nhiều và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Chew Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Hiện nay tại tiệm McDonald's có tham gia hai bánh sausage hay chicken McGriddles chỉ $3.50. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần ngày thứ Bảy ngày hôm nay. Và bản tin kế tiếp đó là một bản tin về nước Anh, thưa quý vị. Manchester đó là một cái thành phố của nước Anh. Vừa rồi họ có xây dựng một cái trung tâm, mà cái trung tâm này là nơi bảo vệ năng lượng, thưa quý vị. Và cái trung tâm gọi là năng lượng carbon rất là thấp. Và cái trung tâm này nó cung cấp tất cả nhiệt và năng lượng cho tất cả những cái tòa nhà ở xung quanh đó. Và kiến trúc này là do cái kết quả 10 năm nghiên cứu vật liệu và hình học sáng tạo của Tolkien Liu, thưa quý vị. Và cái kiến trúc này quý vị thấy rất đẹp. Những cái cột trắng này là nó được xây để mà có cái năng lượng carbon rất là thấp. Và quá trình này được là cấu trúc, nó làm như là một cái hình vỏ sò đó, thưa quý vị. Gọi là Light Tower, là tháp ánh sáng. Nó làm rất là mỏng và nhẹ. Và cấu trúc bao gồm các tấm thép mỏng, các laser, và được hàn lại với nhau thành hình dạng. Và thiết kế cuối cùng là của kỹ sư tại Arab đã giành giải thưởng rất là lớn trong năm 2020. Thì như cho quý vị coi, đây là những cái nơi, những cái cột trụ mà anh ta đã kiến trúc. Và dưới chân tháp là bức tường năng lượng. Đây là một mặt tiền nghệ thuật làm bằng gạch men 1373 bao quanh hoạt động là trung tâm năng lượng cùng với nhau. Và nó hoạt động như là nó lâu cái carbon và nó lấy cái ánh sáng của mặt trời để mà tạo ra năng lượng cho toàn cái thành phố ở khu đó luôn. Cái Light Tower này có hiệu quả và năng lượng rất là cao.
Và khi gió thổi qua cái cấu trúc này là các tấm phản xạ ở trên di chuyển rất là nhiều, và nó lấy cái ánh sáng mặt trời như Nhi cũng vừa nói vừa rồi, và để mà giữ lại những cái năng lượng đó và nó sử dụng, thưa quý vị, và rất là đẹp. Và hơn nữa, carbon thấp là nó, trong đó nó tạo ra nước nóng, thưa nữa quý vị, và gửi đến trung tâm của thành phố và tất cả những nơi xung quanh, và nó tạo ra một cái nhiệt lượng rất là lớn, và trong đó điện nè, nước nè, nước nóng là tạo ra từ cái nhà này, thưa quý vị. Và nhóm thiết kế này đã lấy nguồn cảm hứng từ tự nhiên và nền văn hóa, và cái xu hướng bây giờ là làm trồng xanh và làm tất cả những cái công việc để mà bảo vệ môi trường càng nhiều càng tốt. Thì đây là những cái kiến trúc mà kiến trúc sư họ đã đưa ra những cái mảnh nhỏ rất là mỏng mà họ tạo ra thành cái tháp mà như quý vị cũng thấy ở trên đây vừa rồi. Đó là những cái kiến trúc như vậy. Cái tháp này là từ những cái mảnh nhỏ mà họ ráp vô, thưa quý vị, để mà tạo rất mỏng, để lấy ánh sáng của mặt trời và tạo ra cái năng lượng cho cái khu phố ở đó. Wow. Càng ngày thì chúng ta thấy là những cái kiểu mà dạng mà kiến trúc mà nó thân thiện với lại môi trường cũng như là thiên nhiên, mà nó lại cần một cái độ tỉ mỉ cũng như là sắc sảo của từng những cái người mà làm cái công tác gọi là thiết kế, những kiến trúc sư, cũng kết hợp với là cái vấn đề mà sáng tác khoa học luôn, mà đẹp nữa hả? Mà đẹp, thật sự là đẹp, rất là đẹp, thưa quý vị. Nó có ích trong tương lai cho chúng ta nếu như chúng ta áp dụng vào cái cơ sở hạ tầng trong tương lai để bảo vệ môi trường cũng như là giúp mạng xanh. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, riêng ở trong cuộc sống của chúng ta thì phụ nữ thì có những cái người phụ nữ có những cái cá tính rất là đàn ông. Đôi lúc có những cái người phụ nữ có cá tính vô cùng gọi là lady, có nghĩa là người ta vô cùng dịu dàng và nữ tính. Và chúng ta không biết được là cái nam giới người ta sẽ thích phụ nữ ở những cái điểm nào trong cuộc sống. Mà riêng ngày hôm nay thì Lê Thái sẽ đưa đến quý vị những cái đặc điểm mà một cái người phụ nữ làm người đàn ông đắm đuối, thưa quý vị. Và không biết là quý vị phụ nữ nào đang xem cái này, hay là quý vị đàn ông nào mà chúng ta đang xem thấy ở vợ nhà, bạn gái, vợ nệm của mình mà có những cái đặc điểm nào thì có thể là comment ở dưới cho Lê Thái và nhìn được biết là bà xã nhà, bạn gái nhà có những cái đặc điểm này giống Lê Thái với Như Quyền đưa ra hay không. Và đây là một trong những cái tờ báo uy tín của thế giới, thưa quý vị, nó tên là Bright Side. Kính thưa quý vị, theo cái tờ báo này, các nhà khoa học, người ta, những cái chuyên gia tâm lý, người ta nói rằng là những cái người phụ nữ mà luôn vui tươi, biết quan tâm tới người khác, biết nấu ăn là sẽ là càng thu hút cái sự chú ý của nam giới. Nụ cười tỏa nắng nè, hoặc là làm cho người ta cảm giác là vui vẻ khi mà người ta tiếp xúc, giống như là lan tỏa một cái năng lượng tích cực đến cái người đối diện, nhất là phái nam ấy, thì cũng là một cái người phụ nữ làm người đàn ông đắm đuối. Bên cạnh đó thì người phụ nữ mà biết nấu ăn là một trong những cái cách tốt nhất để mà chiếm trọn trái tim của người đàn ông. Và những người phụ nữ cũng hay vui tươi, hay làm hề này nọ đó, là có thể thả lỏng hoặc là giữ bình tĩnh, có khiến cho cái người đối diện người ta có cảm giác là không bị trầm trọng vấn đề, và có thể mà thư giãn bình tĩnh ở mọi lúc mọi nơi khi mà người ta tiếp xúc cái cô gái đó. Cái tiếp theo là người phụ nữ biết quan tâm chăm sóc người khác. Quý vị cũng đã biết thì người đàn ông luôn lúc nào cũng muốn được phụ nữ yêu thương, đặc biệt là khi họ cảm thấy mà họ yếu đuối. Đôi lúc đàn ông cũng yếu đuối chứ không phải không nha chị? Người ta rất là cần cái sự mà gọi là quan tâm của người phụ nữ và chia sẻ của người phụ nữ. Thành ra nếu như người phụ nữ biết quan tâm và chăm sóc cũng là một người phụ nữ khiến cho nam giới bị rung động. Và một cái người phụ nữ mà không gọi là cư xử thực tế và không khác thường, có nghĩa là cư xử rất là hợp tình hợp lý và vô cùng thực tế, không phải đi hoang mang, đi xa lắc xa lơ hoặc là nằm ở trên đọt cây, thì cũng là một trong những người phụ nữ được đàn ông người ta yêu mến. Hồng nở, đây là yếu tố quan trọng của người phụ nữ mà người đàn ông ta để ý, bởi vì nó liên quan đến việc sinh nở nè. Rồi lòng tốt, có thể là cho khiến cho quý ông người ta cảm giác là rất là đồng cảm, tử tế và dễ gần. Riêng đó thì người phụ nữ có giọng ở quảng cáo, có nghĩa khiến cho những người nam người ta cảm giác là người phụ nữ luôn lúc nào cũng còn là sao ta nói chuyện hay hơn và trẻ hơn và giọng nhỏ nhẹ hơn, và có bản năng làm mẹ, khiếu hài hước và biết tận hưởng cuộc sống, không phàn nàn có và luôn lúc nào cũng biết hưởng thụ và quan tâm chăm sóc chồng con hoặc là những người đối diện. Thì đây là những người phụ nữ mà gọi là trong con mắt của phái nam, đây là những người phụ nữ đạt điểm 100 để mà người ta cưới làm vợ đó. Chị Như Huyền được bao nhiêu điểm trong đó? Cái đó hết đúng không? Chắc hết đúng không? Như đâu thầy nói được phải không quý vị? Nhưng mà thấy là để cho người bạn của Nhi. Cảm ơn Lê Thái. Chúc hồi chị dắt em đi ăn sáng. Dạ, cảm ơn chị ạ. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 3 cà phê sáng của tuần ngày thứ 7 ngày hôm nay. Chúng tôi xin quý vị dừng màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin quảng cáo thương mại của đài. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy
Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Hiện nay tại tiệm McDonald's có tham gia hai bánh sausage hay chicken McGriddles chỉ $3.50. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Hôm nay Nhi đưa đến một bản tin cho quý vị mà quý vị không biết quý vị nào có nghe chưa, đó là muối xanh, thưa quý vị, green salt. Mà cái loại muối này nó rất là tốt. Cái lượng natri của nó là chỉ có thấp hơn 50% so với loại muối thường, quý vị thấy ở trên màn ảnh đó. Green salt là cái muối xanh là thay thế muối natri và nó rất tốt cho sức khỏe tim mạch của các quý vị. Quý vị biết là bây giờ cái tình trạng mà muối nhiều, ăn cái gì cũng có muối, phải giảm muối không thôi gây đủ thứ bệnh đó thưa quý vị. Nó cũng có cái vị mặn thôi nhưng mà đầy chất dinh dưỡng, nhưng mà nó dựa trên thực vật. Muối này làm cũng rất là ngon. Mà muối bình thường của mình ăn, mình bỏ muối bình thường mình dĩ nhiên nó ngon hơn, nhưng cái hàm lượng natri của nó rất là cao. Mà muối này cái hàm lượng natri của nó là thấp hơn 50%. Green salt, cái loại này là một loại muối có nguồn gốc thực vật và có lượng natri là ít hơn 50% so với muối. Và nó tốt cho tim của các quý vị, hương vị mặn nhưng mà cũng rất là ngon. Trong các thử nghiệm vừa rồi thì cái phần muối xanh này nó có cái độ mặn cũng giống như cái độ mặn của muối bình thường như vậy. Nó có thêm cái chất umami để làm cho thức ăn của mình ngon hơn. Và nó có chứa chất diệp lục, trong đó là có vitamin B3, K, magiê, khoáng chất, vitamin. Và muối xanh giúp kiểm soát huyết áp, chức năng bình thường của hệ thống miễn dịch và thần kinh của chúng ta. Nó làm từ một cái loại cây, đó là loại cây Salicornia, thưa quý vị, là một cái loại rau mọc ở trên bờ biển. Mà tại sao quý có ở California thì người ở trên California, những người này ở như không mở cái video này ra được, nhưng mà quý vị cho như xem cái loại cây này thì họ đã trồng ở trên một cái đất, mà cái đất mặn đó thưa quý vị, ở Baja California, mà chỉ có ở đó thôi nên mới có loại muối xanh này. Và nó lấy, họ lấy cái giống cây này để họ trồng Salicornia. Thì cái đất mà nó có cái chất mặn á thì những cái cây khác lên là nó chết, nhưng mà cây này lên á thì nó mập quá trời luôn thưa quý vị. Thì cái điều này nó làm để tiết kiệm được rất là nhiều thứ, hàng triệu cái lít nước ngọt mỗi năm cho cái loại cây trồng này, tại vì nó không cần phải dùng tưới nước quý vị. Họ trồng lên thì cái cây nó đã xanh rất là đẹp rồi. Và cái loại muối này nó bảo vệ sức khỏe tim mạch và cho cái chống cái hệ huyết áp cao. Theo nghiên cứu, nếu mà quý vị thay thế cái loại muối xanh này bằng cái loại muối bình thường của mình thì cũng rất là tốt thưa quý vị. Nhưng cái loại muối này nó có cái vị đắng. Nếu mà nó nguyên chất, người ta không chưa được sử dụng, đã được tái chế, thì cái vị đắng của nó nhiều có thể làm vấn đề về thận thưa quý vị. Nên quý vị cũng cẩn thận, nó cũng có side effect một chút xíu ở trong đó. Nhưng mà có những người này, những cái công ty này ở California, họ đã làm cái loại muối này thì cái hàm lượng đắng nó thấp hơn và cái hàm lượng kali nó thấp hơn thì nó cũng rất là tốt. Dạ vâng, cảm ơn chị Như Huyền. Hy vọng rằng cái loại muối này thì nó có thể là giúp ích cho sức khỏe chúng ta, đúng không chị? Và đặc biệt ngày hôm nay thưa quý vị, trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay thì Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin vui. Thật sự là vui. Và dành cho những cái người nào mà chúng ta đang bị mất tóc, thưa quý vị, đang trên nói. Đây là một cái thông tin rần rần trong mấy ngày vừa qua của tất cả các nhà khoa học cũng như là giới y tế, người ta đưa ra. Và trên màn ảnh thì quý vị cũng biết là Lê Thái nói đến vấn đề nào rồi. Kính thưa quý vị, một cái loại thuốc mới giúp cho người rụng tóc mọc đến 80% vừa được các nhà khoa học Mỹ phát triển thành công, thưa quý vị. Và một số người tham gia thử nghiệm đã có thể mọc lại tóc đến 80%. Và kính thưa quý vị, một số người tham gia thử nghiệm đã từng bị rụng tóc từng mảng và tình trạng mà hệ miễn dịch của họ là bị tấn công bởi các nang tóc khỏe mạnh và khiến tóc của họ rụng từng mảng nhỏ. Và hiện tại thì vẫn chưa có phương pháp nào có thể điều trị dứt điểm cái rụng tóc từng mảng nhỏ như vậy. Và theo tờ New York Post của Mỹ, trong mấy ngày vừa qua thì các nhà khoa học cũng như là giới mà nghiên cứu về y khoa, người ta đã đưa ra một cái phương pháp điều trị hiện tại và có thể là kích thích tóc mọc lại nhanh và nhiều hơn. Ngoài ra thì một số loại thuốc mà trong quá khứ thì cũng đã giúp ngăn ngừa nguy cơ rụng tóc tái phát. Nhưng cái loại thuốc mới này, thưa quý vị, là một trong những cái loại thuốc dạng viên do công ty dược phẩm Mỹ tên là Concert Pharmaceuticals
Tico bào chế thưa quý vị, và được thử nghiệm lâm sàng trên 706 người trưởng thành, và tất cả những người này đều mắc cái chứng rụng tóc từ tuổi từ 18 cho đến 65 ở ba nước Mỹ, Canada và châu Âu. Wow. Và thời gian kéo dài thử nghiệm là đã 24 tuần qua. Và trước khi thử nghiệm thì cái tỷ lệ tóc còn lại trên da đầu của họ trung bình là từ 16% cho đến hơn vậy, và không có ai có quá nhiều tóc quá 50%. Và các tình nguyện viên đã được chia ra làm rất là nhiều nhóm tùy theo cái độ tuổi và hàm lượng sử dụng của loại thuốc này. Và tất cả đều được uống là 2 viên một ngày. Và kết quả cho thấy rằng là khoảng 40% người trong nhóm uống liều 12mg một viên đã mọc tóc lại trở lại hơn 80%. Và tất cả những người còn lại uống 60% liều là trên đó, cái liều lượng trên như vậy dành cho những người lớn tuổi hơn, thì lại tóc cũng mọc lên 80% thưa quý vị. Và đây là bằng chứng cho thấy là cái thuốc này đã rất là work và hoạt động hiệu quả. Và cái thuốc mới này được các nhà khoa học đánh giá là dung nạp tốt, và chưa đến 5% người sử dụng mà xuất hiện các triệu chứng tác dụng phụ giống như là đau đầu hay là mụn trứng cá hay là bị nhiễm trùng. Nhưng đây là một trong những cái bước đột phá trong cái ngành mà chế tạo thuốc mà tất cả các nhà khoa học người ta đều đưa ra dành cho những người đang bị rụng tóc dưới 15-16%, thưa quý vị. Và công ty Concert này, Pharmaticus này, cho biết rằng họ phải trải qua một cái giai đoạn thử nghiệm lâm sàng nữa trước khi mà người ta xin phê duyệt lên cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ, có nghĩa là cơ quan FDA thưa quý vị. Và nếu hoàn thành thì cái thuốc này có thể được bán ra thị trường trong cuối năm nay hoặc là đầu năm sau. Và toàn bộ quá trình này sẽ mất ít nhất là chỉ có 10 tháng thôi. Và theo tờ New York Post, đây là một cái tin quá vui cho những người nào chúng ta đang bị rụng tóc trong thời gian vừa qua, và chúng ta có thể cải thiện tình trạng này một cách rất là hiệu quả. Và chị vui không? Vui. Chị vui. Nhưng mà chị chưa có rụng tóc, nhưng mà vui cho những ai mà cần cái thuốc rụng tóc này. Wow, đây là một cái tin khá hay mà chúng ta thấy rằng là hay nó từ 18 tuổi trở lên nha quý vị, đến 65 tuổi. Còn mà cái trên 65 tuổi là rụng tự nhiên rồi, đừng có uống. Nói vậy mấy ông ấy bà mà nghe lại chửi là Thái đưa nó dở thưa quý vị. Mà thật sự là đến cái tuổi đó là mình tóc rụng rồi, đâu có còn nhiều nữa đâu. Khó, uống cũng vậy thôi. Thôi uống cũng được, cứu được chừng nào hay chừng đó chứ em. Cảm ơn Lê Thái. Và bản tin kế tiếp đó là một trong những bản tin cũng rất là vui thưa quý vị. Quý vị biết con quạ thì ở Thụy Điển người ta đang tuyển dụng những cái con quạ này để mà đi nhặt những cái tàn thuốc lá đó thưa quý vị. Thuốc lá cũng là một cái nạn, bây giờ uống vô, hút thuốc vô nào là bị bệnh, rồi gây ra đủ thứ bệnh hết, rồi còn chưa kể cái tàn thuốc đi xuống rồi xả đầy môi trường hết thưa quý vị. Thì bây giờ họ thuê những con quạ này để mà nhặt tàn thuốc lá, nhưng mà cái điều này cũng làm cho mình, những người khán giả như Nhi, Lê Thái cũng đáng nghĩ tại sao con người mình không đi nhặt tàn thuốc lá và clean sạch những cái tàn thuốc lá này, mà tại sao phải đi thuê những cái con quạ để làm điều đó. Con người mình phải ý thức hơn để mình làm cái điều này hơn. Điều này cũng đáng cho mình suy nghĩ. Như một cái bản tin đây, cái Thụy Điển họ phải đưa ra những cái con quạ này, thuê những con quạ này mà đi nhặt tàn thuốc lá. Thì quý vị cũng biết là con quạ nó có trí thông minh này, đó là những cái con quạ New Caledonian, và nó nhắm mục tiêu là con quạ này nó có suy luận được, và nó cũng rất là thông minh. Chí vì vậy họ mới dùng con quạ này để mà đi nhặt tàn thuốc lá. Quạ hoang nó sẽ được huấn luyện thưởng thức thức ăn để làm sạch thành phố và các tàn thuốc lá thu thập được để gửi trong các thiết kế và vô trong cái công ty gọi là ở Thụy Điển gọi là COVID Cleaning thưa quý vị, là vô trong một cái bao để họ thải những cái thuốc lá, tàn thuốc lá đi. Thì theo tổ chức của Thụy Điển cho biết là hơn 1 tỷ tàn thuốc lá bị bỏ lại trên đường phố của Thụy Điển, dễ sợ thưa quý vị, mỗi năm. Và chất thải này chiếm khoảng 62% tổng số rác ở trên đường phố. Thì những cái con quạ này quý vị cũng thấy nó cũng rất là thông minh, và tàn thuốc lá nó cũng rất là gây hại cho cái môi trường của mình. Quý vị thấy cái tàn thuốc lá everywhere thưa quý vị. Và ước tính chi phí nhặt tàn thuốc lá mỗi ngày là 80 ore tiền của Thụy Điển. Thì những khi con quạ này, thuê những con quạ này thì cái giá nó xuống chỉ còn có 20 cái số tiền của Thụy Điển mà thôi. Và dự án sẽ bắt đầu vào giai đoạn thí điểm, và những cái chức, những cái đô thị lớn của Thụy Điển sẽ được áp dụng trước, và huấn luyện những cái con quạ này để đi nhặt hết nhất tất cả những cái tàn thuốc lá này đi về của công ty. Mà cũng phải huấn luyện nó, tại vì những con quạ nó rất là thông minh. Thông minh là một chuyện, nhưng mà em nghĩ rằng là người ta phải huấn luyện nó ngay từ nhỏ, là lúc là nuôi từ baby á, thì mới huấn luyện được như vậy. Tại vì
Nếu mà không có nuôi mà huấn luyện từ nhỏ thì làm sao mà nó có thể nó đem vào bỏ vào một cái chỗ mà ngay ngắn nhất định nữa. Nhất định cho chúng ta, đúng không? Đây là một cái hình thức mà chúng ta dùng cái thú vật, dùng động vật, những cái loài chim để này clean nọ cái môi trường để cho mà mình. Làm bảo vệ cái môi trường cho con người. Con người cũng cho ta bị thiếu ý thức mà con quạ lại có ý thức, đúng không? Thì cái câu cái này ra người ta nói, người ta để một cái câu xuống dưới trong cái bài báo này là điều này rất là đáng để cho con người mình suy nghĩ. Học hỏi, đúng không? Dạ. Suy nghĩ và học hỏi chúng ta. Dạ. Nhiều khi mà nó xuyên quá là chúng ta cũng cảm giác chúng ta xấu hổ, chúng ta ngại khi mà ngại chúng ta quá. Đi xả rác để cho những con quạ nó đi lượm cũng tội nghiệp, đúng không? Dạ. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, bản tin thú vị vừa rồi của chị Như Huyền cũng đã kết thúc chương trình Cà phê sáng cuối tuần ngày thứ bảy ngày hôm nay của Như Huyền và Lê Thái. Một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và cũng cảm ơn quý vị đã ủng hộ Như Huyền và Lê Thái trong suốt thời gian qua. Quý vị nào mà có thông tin đóng góp ý kiến hay như là những lời nhận xét nào nọ, khen chê này nọ, muốn là chương trình như thế nào đó thì có thể mà comment ở dưới, là chúng tôi cũng sẽ ghi nhận những cái đóng góp ý kiến của quý vị dành cho chương trình Cà phê sáng cuối tuần nói riêng cũng như là Như Huyền và Lê Thái nói chung, đúng không chị Huyền? Đúng. Cảm ơn Lê Thái và cảm ơn tất cả quý vị đang xem chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Như Huyền chúc quý vị có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ. Như Huyền và Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào sáng chủ nhật.